Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ phục hồi lại bộ Rulia Lab và cốt bơm thủy lực. Như các bạn cũng đã thấy, răng của Rulia và cốt bơm đã bị bể và mòn hết răng. Khách sẽ chọn cách phục hồi vì nhiều lý do, như một số loại cốt bơm sẽ không có trên thị trường. Nếu muốn thay thế phải mua cả bộ bơm mới. Điều đó sẽ tốn kém hơn việc phục hồi rất nhiều. Trước tiên là mình sẽ tháo phần bơm để lấy cốt nhông ra. Mình thường đánh dấu lại các bộ phận trước khi tháo để tránh trường hợp nhầm lẫn lại khi ráp. Đây cũng là lần đầu tiên mình tháo bộ nhông bơm thủy lực này. Như vậy là mình đã tháo xong. Về phần cốt nhông bơm, mình sẽ cắt bỏ phần răng và cấy vào một đoạn thép rồi lan răng. Còn đầu Rulia Lab cũ, mình sẽ tiện mối hàn nối ở điểm này ra và gia công phần đầu Rulia mới, rồi mình sẽ hàn lại. Cốt nhông này mình sẽ tiện vét và để một bậc dương có kích thước là 6,1mm. Đoạn thép nối vào mình sẽ dùng thép C45. Mình cũng sẽ tiện vét và khoan một bậc âm 6mm. Ở đây mình sẽ kho nhiệt bậc âm để lỗ nở ra và ép bậc dương vào. Tiếp đến là mình sẽ gói thêm một lớp giấy bạc để bảo vệ phần nhông bơm trong quá trình hàn. Lần này mình sẽ hàn mic sử dụng dây hàn KF71T. Sau khi hàn xong, mình sẽ tiện lại các kích thước ban đầu của cốt bơm.
Tiếp theo là mình sẽ tiến hành lan răng để tạo răng trên cốt bơm. Răng ở đây mình đo được là module 1.75. Góc độ dao là 2 độ nên mình sẽ chỉnh nghiêng 2 độ theo độ dao. Ở đây mình lan răng thẳng nên cụm dao sẽ nghiêng bên phải theo chiều kim đồng hồ. Số răng mình muốn lăn ở đây là 13, mà mình không có nhông 13 nên mình sẽ lắp nhông có số răng gấp đôi là 26 vào trục số răng. Còn trục máy mình cũng sẽ tăng gấp đôi từ 24 thành 48. Có một số bạn hỏi mình về cách quay USIC như thế nào để chuẩn theo module. Mình sẽ ví dụ với module 1.75. Ở đây USIC máy lăn của mình một vòng quay sẽ được 25,4 vạch. Mình sẽ lấy 1.75 nhân 2,2. 2,2 ở đây là chiều sâu của răng. Và ra kết quả mình sẽ tiếp tục chia cho 25,4 là USIC. Sẽ bằng 0,15. Như vậy mình sẽ chẹp dao vào phôi và quay USIC khoảng 15 vạch là sẽ ra được chiều sâu chuẩn của module 1.75. Tương tự như các module khác mình cũng sẽ tính như vậy. Còn ở trường hợp của mình, chiều sâu của răng ít hơn, không phải chiều sâu chuẩn, nên mình sẽ tính như sau. Mình sẽ đo đỉnh và đáy để biết được chiều sâu tổng của răng. Rồi mình sẽ chia cho USIC và chia cho 2. Ở đây mình đo được đỉnh là 24, đáy là 20. Như vậy tổng chiều sâu là 4. Mình sẽ lấy 4 chia 25,4 sẽ ra kết quả là 0,15. Và tiếp tục chia cho 2 sẽ bằng 0,078. Như vậy mình sẽ chạm dao vào phôi và quay USIC khoảng 7,8 vạch thì sẽ được tổng chiều sâu của răng là 4. Tiếp đến là mình sẽ tiện mối hàn để tách phần đầu ru lia và mặt bích lép ra. Phần đầu ru lia mình sẽ gia công mới. Ở đây mình cũng sẽ dùng thép C45. Đáy của đầu răng khớp vào ru lia là 20mm nên mình sẽ tiện lỗ ru lia là 20,3mm.
Còn phần lỗ bên hèn mặt bích lép, mình sẽ tiệt bằng kích thước ngầm dương định vị trên đuôi mặt bích. Bước tiếp theo ở đây mình sẽ sọc răng, mình sẽ kẹp phôi lên và rà đồng hồ căn chỉnh ngay theo tâm. Về phần dao sọc, ở đây mình dùng thép gió, mình đã hàn sẵn và mài theo modun 1.75. Còn về cách chia lỗ trên mâm quay tỷ lệ 40:1, mình đã hướng dẫn ở video trước, các bạn có thể tham khảo lại. Đầu roulier này có 13 răng, mình chia được là 3 vòng và quay thêm 3 lỗ trên vòng đĩa 39. Ok, như vậy là mình đã sọc răng xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý nhiệt để tạo độ cứng. Về chất liệu thép C45 thì có thể tăng độ cứng nhờ cách xử lý nhiệt thủ công này. Cách xử lý nhiệt này thường dựa vào kinh nghiệm của người thợ để có được độ cứng và bền. Thường thì mình sẽ khò đỏ hồng lên và để một lúc rồi mình sẽ nhúng vào nhớt hoặc dầu. Còn về cách nhận biết độ cứng thì mình sẽ đục thử. Nếu đục in dấu như ban đầu thì chưa cứng. Nếu đục in dấu nhẹ thì cứng vừa. Còn đục không in dấu sẽ cứng quá, rất dễ vỡ, nên phải khò nhiệt để ủ mềm lại cho giảm độ cứng. Xử lý nhiệt xong, mình sẽ đánh bóng lại cốt nhông và gắn vào bơm. Đầu roulier mình sẽ hàn lại vào mặt bích lép. Ok, trên đây là toàn bộ quá trình mình phục hồi đầu roulier và cốt nhông bơm thủy lực.
Nếu các bạn có thắc mắc, hãy góp ý ở phía dưới phần bình luận. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.